Chào các bạn, mình là Chiến. Video này tôi sẽ chia sẻ đến cho các bạn 15 tình huống mà bắt buộc các học viên phải nhớ và cần ưu tiên học trước khi ôn 120 tình huống mô phỏng. Những tình huống này nó có điểm gì đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh để cho các bạn học viên lưu ý? Thì sự khác biệt ở đây đó là nếu như ở một tình huống bình thường, tôi lấy ví dụ như ở tình huống này, chỉ cần các bạn quan sát tốt là vẫn có thể lấy được cái số điểm cao. Bởi vì ngay tại cái thang điểm các bạn sẽ thấy nó xuất hiện cái đối tượng nguy hiểm. Cụ thể như ở đây đó là chiếc xe tải nó lấn sang làn đường chuẩn bị vượt nha các bạn. Chỉ cần quan sát và phản xạ nhanh là được. Nhưng khi gặp những tình huống mà tôi sắp chia sẻ với các bạn ngay sau đây, thì dù cho bạn có quan sát kỹ tới đâu hay là phản xạ nhanh đến thế nào thì các bạn vẫn chỉ được 1 đến 2 điểm mà thôi. Nguyên nhân ở đây là gì? Tại sao học theo cách bình thường chúng ta lại không thể làm được những tình huống này? Thì ngay bây giờ, đến với tình huống đầu tiên, các bạn sẽ có được ngay đáp án. Rồi, chúng ta đến với tình huống 116 nha. Tình huống này tại sao tôi bắt các bạn phải học thuộc? Bởi vì nó gây khó dễ cho học viên rất nhiều. Nếu như các bạn đợi khi thấy nguy hiểm rồi mới bấm phím cách, đảm bảo chúng ta sẽ không có điểm nhé. Bởi vì tại cái khoảnh khắc, các bạn thấy này, ở cái thang điểm 5, quan sát phía trước nó không hề có một cái dấu hiệu nào để các bạn có thể nhận diện được đây là đã bắt đầu cái khoảnh khắc nguy hiểm cả. Dẫn tới các bạn rất dễ bỏ qua cái khoảnh khắc này. Kể cả ở cái thang điểm 4, các bạn cũng không thể phát hiện được ở đây nó có cái gì ảnh hưởng tới xe của các bạn. Thang điểm 3 cũng vậy nha các bạn. Khi các bạn phát hiện thấy cái đối tượng nguy hiểm đó là cục đá nó rơi xuống đường, lúc này mới bấm chọn, các bạn chỉ được 1 hoặc là 2 điểm mà thôi. Tình huống này thì cái dấu mốc điểm căn nó chưa được hợp lý nên gây khó dễ cho các bạn học viên rất nhiều. Bắt buộc các bạn phải học thuộc tình huống này cho tôi nhé. Còn bạn nào muốn lấy được cái số điểm tối đa để vượt qua đỡ kỳ thi trước mắt thì các bạn hãy nhớ cho tôi cái dấu mốc điểm căn. Đó là ngay tại khoảnh khắc xe bạn đi qua cột biển báo, đầu xe đi tới cái bụi cây đầu tiên phía bên tay phải. Như ở đây là bấm phím cách cho tôi nhé. Đây các bạn chú ý này, đi tới đầu bụi cây bên phải, bấm phím cách thì nó sẽ nằm ngay ở giữa cái thang điểm 5 nha các bạn. Các bạn lưu ý cho tôi cái tình huống 116 này nhé. Tình huống tiếp theo cũng gây khó dễ cho các bạn học viên không kém, đó là tình huống 110 nha các bạn. Điểm đặc trưng của tình huống này các bạn sẽ thấy hai tòa nhà cao tầng màu vàng. Rồi, ở đây, tại cái khoảnh khắc thang điểm 5, các bạn quan sát phía trước, nó cũng không hề có một cái dấu hiệu nào chứng tỏ ở đây đã bắt đầu tình huống nguy hiểm nha các bạn. Dẫn tới khi làm bài các bạn bỏ qua cái khoảnh khắc này là chuyện bình thường. Rồi, tiếp tục đến với cái thang điểm 4, chúng ta cũng không hề phát hiện được ở phía trước nó có cái gì là nguy hiểm cả. Thang điểm 3 cũng vậy nha các bạn. Rồi tới thang điểm 2 và tới thang điểm 1, thang điểm 0 thì lúc này chúng ta mới thấy xe khách nó đụng vào chiếc ô tô tải ở phía trước. Các bạn thấy chưa ạ? Tình huống này cái dấu mốc của nó cũng không hợp lý nhé. Bởi vì ở cái thang điểm 5 chúng ta không thấy một cái dấu hiệu nào là báo nguy hiểm hết. Nên tình huống này các bạn cũng cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi. Còn bạn nào muốn lấy điểm để vượt qua đỡ kỳ thi trước mắt thì ngay tại thời điểm các bạn thấy đầu xe của chúng ta vừa sắp đi qua cái cột biển báo tam giác giao nhau với đường không ưu tiên như ở đây thì bấm ngay phím cách cho tôi nhé. Đây là tình huống xe khách mất lái lao vào ô tô tải ở phía trước. Nhưng khổ mà nói, nó không có một cái dấu hiệu nào để cảnh báo cho các bạn học viên biết cả. Nếu như chính xác hơn so với thực tế thì nên để một cái dấu hiệu đèn cảnh báo như là ABS nó chớp sáng trên táp lô thì các bạn học viên sẽ giải quyết tình huống này một cách nhanh gọn và đúng với thực tế hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một tình huống mà 10 bạn thì 9 bạn đã bỏ qua cái khoảnh khắc bấm để chọn được 5 điểm. Đó là tình huống 118 nha các bạn. Rồi các bạn chú ý quan sát này, ngay tại giữa cái thang điểm 5, rồi quan sát ở phía trước cũng không có một cái dấu hiệu nào cảnh báo đây là tình huống nguy hiểm đã bắt đầu. Xe của các bạn vẫn có thể lưu thông bình thường nên cái thang điểm 5 này rất ít bạn biết để mà bấm nha các bạn.
Rồi, ở cái thang điểm 4, xe bạn vẫn lái bình thường. Thang điểm 3 cũng vậy nha các bạn. Tới thang điểm 2 thì chúng ta mới thấy xuất hiện cái xe màu trắng phía trước, nó bật đèn cảnh báo nguy hiểm nhé. Lúc này chúng ta mới bấm thì đương nhiên sẽ chỉ còn được một hoặc là hai điểm mà thôi. Nên các bạn cần phải cố gắng học thuộc cho tôi cái tình huống này. Và muốn lấy điểm tối đa để đối phó với kỳ thi trước mắt thì các bạn hãy nhớ cho tôi cái dấu mốc điểm căn. Đó là ngay tại khoảnh khắc xe bạn vừa chuẩn bị rẽ phải, gương chiếu hậu nó che khuất cái mũi dao giữa hai con đường. Như ở đây là bấm ngay cho tôi phím cách nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống mà cũng rất nhiều các bạn học viên bối rối. Đó là tình huống số 36 nha các bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngay tại cái khoảnh khắc ở cái thang điểm 5, chúng ta cũng không thể phát hiện được ở phía trước nó có cái gì là nguy hiểm. Đây, cái thang điểm 5 nó sẽ nằm ở cái khoảnh khắc này nha các bạn. Các bạn thấy ở phía trước nó có gì nguy hiểm không ạ? Không hề có điểm nào gọi là nguy hiểm hết nha các bạn. Các bạn vẫn thấy nó bình thường. Nên chỉ có những bạn nào học thuộc lòng mới nhớ được đây là cái khoảnh khắc bắt chúng ta phải bấm để lấy số điểm tối đa thôi nhé. Rồi, tôi tua cho các bạn xem cái thang điểm 4 này. Thang điểm 4 chúng ta vẫn không phát hiện được tình huống nguy hiểm ở đây là gì nha các bạn. Rồi, thang điểm 3 cũng chưa hề có gì nhé. Đến thang điểm 2 và cuối cùng là thang điểm 1, các bạn mới thấy nó xuất hiện chiếc xe máy bất ngờ lao ra ở ngã ba bên phía tay phải nha các bạn. Các bạn thấy chưa ạ? Cái tình huống này, cái điểm căn của nó cũng không được hợp lý, dẫn tới rất nhiều bạn đã bị mất điểm. Các bạn phải chú ý quan sát cho tôi nhé. Và để lấy được điểm số tối đa vượt qua kỳ thi trước mắt thì các bạn hãy nhớ cho tôi cái dấu mốc điểm căn. Đó là ngay tại khoảnh khắc xe bạn di chuyển ở phía bên tay trái, thấy xuất hiện chiếc xe đạp, nó đi vào giữa cái góc chữ A bên buồng lái xe của các bạn. Lúc này các bạn bấm phím cách thì các bạn sẽ được 5 điểm. Những tình huống mà tôi chia sẻ với các bạn đều là những tình huống khó. Rất nhiều bạn đã bị mất điểm oan nên các bạn cần phải lưu ý cho tôi nhé. Tình huống tiếp theo mà tôi muốn các bạn cần phải lưu ý đó là tình huống số 18 nha các bạn. Cái tình huống này, cái dấu mốc điểm căn nó cũng không được rõ ràng. Đây, các bạn thấy chưa ạ? Ngay tại cái thang điểm 5, quan sát phía trước, các bạn vẫn thấy nó bình thường, chưa có gì là ảnh hưởng tới xe của các bạn cả. Nên chúng ta hay bỏ qua cái khoảnh khắc này. Đến cái thang điểm 4 cũng vậy nha các bạn. Các bạn thấy chưa ạ? Xe tải và xe con nó di chuyển vẫn bình thường thôi, chưa có gì là nguy hiểm cả. Tới cái thang điểm số 3, chúng ta vẫn chưa hề quan sát được cái nguy hiểm thật nó nằm ở đâu nhé. Rồi, đến cái thang điểm 2 và thang điểm 1 thì các bạn mới thấy, thì ra tình huống này đó là chiếc xe con có tài xế mở cửa xuống xe. Nhưng cái khoảnh khắc này, bây giờ các bạn mới bấm thì chỉ còn được một điểm mà thôi. Nên các bạn cần phải lưu ý cho tôi cái dấu mốc điểm căn của tình huống này nhé. Chúng ta phải học thuộc thì chúng ta mới nhớ được cái khoảnh khắc 5 điểm. Đó là xe tải song song với xe con là bấm chọn nha các bạn. Tình huống tiếp theo đó là tình huống số 63. Rất nhiều bạn đã phải căng mắt ra mà nhìn nhưng vẫn không lấy được số điểm tối đa. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một điểm căn đơn giản thôi. Đó là các bạn hãy để ý cho tôi cái bóng của chiếc xe tải đang đi ở phía trước. Ngay tại khoảnh khắc nó vừa lướt qua đàn bò, nghĩa là các bạn thấy đàn bò này nó lấp lé đen trắng, thì các bạn bấm cho tôi phím cách nhá. Ok chưa ạ? Rồi, bấm cho tôi phím cách nha các bạn. Tí nữa thì tôi sẽ tua lại và chỉ chi tiết cho các bạn nhé. Với cái điểm căn này các bạn làm rất chuẩn, đảm bảo các bạn sẽ lấy được số điểm tối đa mà nhìn thì rất dễ nhé. Các bạn yên tâm, tôi luôn nghiên cứu để cho các bạn học tối ưu nhất. Đây các bạn nhìn kỹ nhé. Ở cái thang điểm 5 thì cái bóng của chiếc xe tải nó vừa đi qua đàn bò nên thấy đàn bò nó lấp lé đen rồi sáng lên như ở đây. Ngay tại khoảnh khắc này các bạn bấm cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cặp tình huống mà có nội dung cũng như là cái bối cảnh giống nhau, khiến cho các bạn rất dễ bị nhầm lẫn. Rồi, làm sao để phân biệt được? Qua cột biển báo. Ngay tại khoảnh khắc đầu xe của chúng ta đi gần tới đống rơm thứ nhất, nếu như thấy ở phía trước
xuất hiện hai con bò thì các bạn hãy nhớ cái điểm căn đó là đóng rơm ở phía bên tay phải nhé. Còn nếu như nó chỉ xuất hiện một con bò thôi thì các bạn hãy đợi đầu xe của chúng ta đi tới đóng rơm phía bên tay trái, lúc đó hãy bấm chọn nhé các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ đơn giản cho tôi như vậy thôi, không cần phải nhớ đây là tình huống 30 hay là 31 gì cả, bởi vì khi làm bài thi nó sẽ không hiển thị số tình huống cho các bạn đâu nhé. Rồi như ở đây thấy hai con bò thì đầu xe đi gần tới đóng rơm bên tay phải, bấm cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn, nhớ đơn giản trong đầu mình cho tôi thôi, thấy hai con bò thì căn theo đóng rơm bên phải, còn như nếu thấy có một con bò thì căn cho tôi đóng rơm ở phía bên tay trái nhé. Ok chứ các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một ví dụ để xem các bạn có phân biệt được hay không nhé. Ở đây chúng ta không cần biết nó là tình huống số mấy, chỉ cần qua cột biển báo thấy ở phía trước bên phải, trường hợp này nó xuất hiện một con bò, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là chúng ta phải đợi đầu xe của các bạn đi tới đóng rơm phía bên tay trái, lúc đó chúng ta mới bấm chọn nhé. Rồi ok, đợi đầu xe này ngay tại khoảnh khắc tới đóng rơm phía bên tay trái như ở đây thì các bạn bấm cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn, bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi một tình huống, một cái điểm căn, một cái dấu mốc duy nhất là đi giải các câu hỏi. Khi các bạn làm bài thi sẽ rất dễ nhé. Thấy hai con bò căn theo đóng rơm bên phải, thấy một con bò căn theo đóng rơm bên tay trái. Không cần phải nhớ số tình huống là gì nha các bạn. Các tình huống khiến cho các bạn hay nhầm lẫn tiếp theo đó là tình huống số 83 và 75 nhé. Cái bối cảnh và nội dung của hai tình huống này nó rất giống nhau, khiến cho các bạn nhớ sai cái dấu mốc điểm căn. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem trước cái tình huống số 83 nhé. Rồi ở đây các bạn hãy chú ý quan sát tôi ở phía trước, ngay tại cái thời điểm các bạn thấy xuất hiện con bò nó bước chân đi ra đây, ngay tại khoảnh khắc này các bạn nhấn cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn. Rồi bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Đây là tình huống con bò nó bước chân đi ra lan đường xe bạn đang chạy nhé. Các bạn để ý cái bầu trời màu xanh nhé. Đây là cái điểm phân biệt giữa tình huống số 83 và tình huống số 75 nha các bạn. Hãy chú ý cái bầu trời, đó là cái sự khác biệt duy nhất của hai tình huống này. Đây, tình huống số 75, đây mới là cái các bạn hay nhầm nhất nhé. Ở phía trước cũng vẫn xuất hiện con bò, cũng vẫn thấy nó di chuyển. Nhưng khổ một nỗi, con bò này thấy chân nó bước đi, nhưng nó vẫn đứng yên nha các bạn. Giống như kiểu là nó đang chạy bộ tại chỗ. Nên rất nhiều bạn bị nhầm lẫn hay bấm chọn ở cái khoảnh khắc này là chúng ta không được điểm nào nhé. Vậy làm sao để phân biệt giữa hai tình huống này thì các bạn chỉ cần chú ý cho tôi cái bầu trời. Nếu như cái bầu trời màu cam như ở đây thì các bạn hãy bỏ qua cái con bò này nhé. Mà hãy chờ cho xe của các bạn chạy tới một đoạn nữa. Rồi xe của chúng ta đang chạy, các bạn chú ý này. Xuất hiện em bé chạy ra gần tới vạch kẻ lề đường như ở đây, bấm cho tôi phím cách nhé. Ok chưa? Bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Tình huống mà bầu trời màu cam là các bạn bỏ qua con bò, các bạn căn theo em bé nhé. Còn như ở tình huống số 83, các bạn thấy bầu trời màu xanh, lúc đó chúng ta mới căn theo con bò nhé các bạn. Tình huống đầu tiên đó là tình huống xe bạn lưu thông ở trong đường hầm. Rất nhiều bạn than nó chói mắt quá, các bạn không nhìn thấy điểm căn. Nhưng tôi chỉ cho các bạn rất dễ thôi. Thấy chói lóa sáng lần thứ nhất các bạn bỏ qua nhé. Chói sáng lần thứ hai các bạn cũng bỏ qua cho tôi. Hãy quan sát mặt đường ở phía bên tay trái. Ngay tại khoảnh khắc đầu xe của chúng ta đi tới cái vết sơn màu trắng ở đây thì các bạn bấm phím cách cho tôi. Đảm bảo 100% các bạn sẽ lấy được 5 điểm nhé. Còn bạn nào muốn căn theo chiếc ô tô đang lấn làn sắp vượt ở đây cũng được. Nhưng do nó ở rất xa với lại nó đang bật đèn khiến cho các bạn lóa mắt nên rất khó quan sát nhé. Ok chưa ạ? Rồi bấm phím cách cho tôi nhé. Mỗi một tình huống thì nó sẽ có nhiều điểm căn. Tôi luôn cố gắng để nghiên cứu đưa ra cho các bạn cái điểm căn nào nó dễ nhớ, dễ nhận diện nhất cho các bạn làm được kết quả bài thi thật tốt nhé. Tôi sẽ làm lại tình huống này một lần nữa, các bạn hãy chú ý nhé. Rồi, lưu thông ở trong hầm cứ thông thả cho tôi thôi, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì hết. Thấy nó gì ạ? Chói sáng lần thứ nhất các bạn bỏ qua, không cần nghĩ ngợi. Chói sáng lần thứ hai như thế này cũng bỏ qua. Rồi bắt đầu quan sát ở phía bên tay trái nhé. Đầu xe đi gần tới cái vệt sơn loang lổ đây, bấm phím cách cho tôi thôi. Đó, các bạn sẽ lấy được 5 điểm
tối đa nha các bạn. Không cần phải bận tâm xe phía trước nó như thế nào. Nhớ cái điểm căn, cố định cho tôi cái vết sơn đó là lấy 5 điểm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tình huống tiếp theo. Đây là một tình huống diễn ra cực kỳ nhanh, khiến cho rất nhiều các bạn học viên không kịp phản ứng nhé. Đây là tình huống 76, trẻ em băng sang đường nha các bạn. Đây, cụ thể nếu như các bạn quan sát kỹ thì sẽ thấy em bé đang chạy ra gần chiếc ô tô 7 chỗ ở đây nhé. Nhưng do cái chất lượng hình ảnh kém khiến cho các bạn rất khó quan sát. Để có thể lấy được điểm số tối đa trong tình huống này thì các bạn hãy nhớ cho tôi cái dấu mốc dễ nhìn nhận hơn. Đó là ngay tại khoảnh khắc đầu xe của các bạn vừa đi tới chiếc xe máy màu trắng đang dừng ở lề đường. Các bạn hãy nhấn phím cách chọn ngay cho tôi nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm ngay phím cách cho tôi thôi. Đây là tình huống trẻ em băng sang đường nha các bạn. Nhưng do xe của các bạn đang ở xa, cộng với chất lượng hình ảnh chưa được tốt, khiến cho các bạn rất dễ bị mất điểm ở tình huống này. Và đặc biệt đối với tình huống này diễn ra cực kỳ nhanh, khiến cho các bạn học viên không kịp phản ứng nha các bạn. Đối với mỗi một tình huống, tôi đã làm video hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Các bạn hãy nhớ tôi cái điểm dấu mốc thì trong quá trình làm bài thi các bạn sẽ áp dụng để giải các câu hỏi sẽ đơn giản hơn nhiều nhé. Mỗi một tình huống nhớ cho tôi một điểm dấu mốc. Các bạn không cần phải học nhiều. Mỗi ngày các bạn học 5 đến 10 tình huống. Nhưng học tình huống nào nhớ chắc cho tôi tình huống đó. Thì khi đi làm bài thi các bạn sẽ chắc về kiến thức nhé. Đây, nhớ cái điểm dấu mốc thì các bạn sẽ đạt được 5 điểm, điểm tuyệt đối nha các bạn.